Và thưa quý vị, đây là bức ảnh gây sốt trong ngày hôm nay, bức ảnh trong chứng dịch quảng cáo của một hãng thời trang danh tiếng. Vậy vì sao người ta lại gọi bức ảnh này là bức ảnh thế kỷ? Đó không chỉ vì hai tên tuổi có mặt trong bức ảnh đó, cũng không phải chỉ bởi vì nó được chụp bởi Annie Leibovitz, một trong những nhiếp ảnh gia nổi tiếng nhất trên hành tinh này, mà còn vì người hâm mộ trong ngày hôm nay đã tìm thấy những giả thuyết được ẩn giấu trong bức ảnh, không khác gì việc người ta đã nghiên cứu bức họa Mona Lisa suốt bao nhiêu năm qua vậy. Đầu tiên có người đã nhận ra chiếc vali ở dưới tay của Ronaldo và Messi có vẻ hoàn toàn giống với chiếc vali đã từng bảo quản chiếc cúp vàng tại Nga cách đây 4 năm. Xem ra đây ngụ ý như phần thưởng dành cho kỳ thủ chiến thắng chính là chiếc cúp vàng. Và những người mê cờ vua thì cũng lập tức nhận ra thế cờ trong bức ảnh này chính là ván cờ kinh điển năm 2017 giữa hai siêu kỳ thủ hàng đầu thế giới Magnus Carlsen và Nakamura. Và kết quả của ván cờ ván cờ đó là gì ạ? Đó là một ván cờ hòa. Messi và Ronaldo đã luôn là nguồn cảm hứng nghệ thuật của World Cup và có lẽ năm nay họ sẽ lần cuối cùng truyền đi nguồn cảm hứng ấy đến những nghệ sĩ trên toàn thế giới. Ở cuối của bản tin ngày hôm nay thì hãy cùng xem Messi và Ronaldo đã thổi hồn vào những khối Rubik như thế nào. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi bản tin của chúng tôi.